Xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thống Mô Tô. Tôi là Hoàng Thống Mô Tô. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay đầu tóc nó hơi bơ phờ một tí, mong các anh chị và các bạn thông cảm nhá, bởi vì sáng dậy sớm quá. Hôm nay thì đến với kênh của Hoàng Thống thì Hoàng Thống xin phép giới thiệu hai cái mẫu ATV 125 cùng một phân khúc 125 và cùng chạy cầu, nhưng mà có hai cái lốp khác nhau. Đấy. Thì mời các bạn đi cùng Hoàng Thống vào chi tiết để xem có những cái gì khác nhau về giữa hai chiếc xe này. Đây, về màu sắc thì giống nhau rồi, các bạn cũng thấy rồi. Đây là màu sắc thì giống nhau, nhưng mà hôm nay thì đến với Hoàng Thống đối với hai cái bản này thì có một chút khác nhau nhẹ, không hề nhẹ. Đây, về mặt tổng quan này, các bác có thể nhìn thấy tổng quan này. Đây là một cái bản 125 đi phố và chạy cầu. Còn đây là một cái bản 25 với form của thân hình là đi phố, nhưng mà chúng ta được sử dụng một cái lốp gai. Đấy. Lốp này được sử dụng là cái lốp AT19x7-8, lá răng 8 inch. Thì lốp sau thì nó sẽ bự hơn. Tất cả các dòng ATV là thế mà. AT18x9.50-8. Đấy. Hai cái xe này thì nhìn nó rất là giống nhau, nhưng mà để mà so chiều cao ấy, các bác thấy không? Để mà so chiều cao ấy thì cái lốp địa hình này nó sẽ cao hơn cái lốp đi phố rất là nhiều. Rất là nhiều. Mặc dù cái lốp đi phố này nhá, cái lốp đi phố này là cái lốp 235/30-10 cơ, nhưng mà nó sẽ thấp hơn cả cái lốp địa hình này. Đấy, thấp hơn cả cái lốp địa hình này. Nhưng mà cũng tùy từng người, tùy từng sở thích từng người. Có người thì người ta sẽ thích lốp địa hình nó đi nó bám đường hơn, bởi vì có những cái đường đất thì nó sẽ bị lầy thì không bám đường. Còn những người thích êm hơn một xíu thì chúng ta sẽ chọn một cái bản đi phố, cái lốp đi phố này. Thực ra đấy, các bác nhìn thấy không? Cái lốp 10 đi phố mà nó còn cao thấp hơn cái lốp địa hình nó đâu khoảng đó 5 phân. Mà lá răng của lốp địa hình là lá răng 8 nhé. Lá răng của lốp địa hình là lá răng 8. Còn lá răng của lốp đi phố này là lá răng 10. Lá răng 10 rồi. Đấy, đấy là sự khác biệt thứ nhất về cái lốp. Cái lốp bản đi địa hình thì nó sẽ cao hơn so với cái lốp bản đi phố. Và lốp địa hình ấy, thì lốp trước thì nó sẽ bé hơn. Bé hơn thì lái sẽ nhẹ hơn nhé các bác nhé. Vì cái phần tiếp xúc này, tiếp xúc của mặt lốp với đường này thì nó sẽ bé hơn thì lái sẽ nhẹ hơn. Các bác thấy em vần đi vần lại phần tiếp. Cái này thì em chưa bơm căng, nhưng mà cái phần lốp tiếp xúc ấy, nếu mà bản đi phố ấy, nếu mà bơm căng lên ấy, cái phần tiếp xúc mặt đường của nó sẽ là từ đây đến đây. Từ đây đến đây. Đâu đó rơi tầm hơn 10 phân. Hơn 10 phân để mà tiếp xúc mặt đường. Đấy. Còn nó lốp địa hình thì chúng ta chỉ có tiếp xúc từ đoạn này đến đoạn này thôi. Nó chỉ rơi tầm 6-7 phân. Đấy. Thì là, và cái phần mấu này nó tiếp xúc với mặt đường ít hơn, cho nên là lái sẽ nhẹ hơn. Lái sẽ nhẹ hơn. Đấy là một cái đầu tiên về so sánh về chiều cao của anh cho em cái thước. Đấy. Hôm nay thì đo luôn cả cái lốp luôn cho các bác xem nó như thế nào. Đấy. Về phần thứ hai nữa thì đối với bản này thì chúng ta được độ là cái phần thăng đĩa trước đo chiều cao thôi, chiều cao của lốp này. Đây, đối với lốp địa hình để nó đứng như nào. Lốp địa hình này chúng ta đang thấy là nó cao đến tầm 47 phân, còn lốp đi phố này chúng ta chỉ thấy là nó chỉ cao đến 37 phân thôi. Đấy, các bạn thấy không? Thấp hơn hẳn một 10 phân. Đấy, lốp địa hình cao hơn 10 phân, còn lốp đi phố thấp hơn hẳn 10 phân. Đấy, đấy là một cái sự khác biệt cũng không hề nhẹ. Không hề nhẹ. Nhưng mà đối với quay về bây giờ, cái thời điểm bây giờ, đối với chiếc xe này thì chiếc xe này Hoàng Thống đang bán với giá 26 triệu. Nhưng mà chiếc xe này
được trang bị khác, và giá cả bây giờ nó đã khác rồi, đã có sự thay đổi rồi. Các bác mua chậm là bị đội giá lên rồi. Bây giờ hiện tại giá của nó rơi tầm 27 triệu cả bao phí vận chuyển nha các bác nhé. Đấy. Trước này bây giờ như hàng thống mua về là bán là bị lố rồi này. Nớ báo với khách là 26 triệu bao vận chuyển nhưng mà đã bị lố rồi đấy. Đấy. Đây thì trang bị các bác cũng thấy là lá răng đúc này. Lá răng đúc này. Phanh đĩa trước này. Cần số thì chế độ sang số thì giống nhau, kích thước thân vỏ giống nhau, kích thước về động cơ giống nhau, vẫn là 125cc 3 số tiến 1 số lùi. Nhưng mà nhà máy đã có sự cải tiến về giá. Giá bán đã có sự cải tiến rồi. Đấy các bác thấy không? Các bác cứ chậm chế rồi các bác cứ so đo là giá nó sẽ lên. Giá nó không đợi ai đâu. Mà Hoàng Thống làm kinh doanh, nghĩa là Hoàng Thống bán xe là làm kinh doanh. Hoàng Thống gọi là không có lời, không có lãi thì Hoàng Thống không thể làm được. Bởi vì không phải làm vì đam mê. Đam mê thì mê rất nhiều, mê cả gái, mê cả nhiều thứ lắm. Cho nên là về đam mê thì cũng rất là khó. Rất là khó. Cho nên là Hoàng Thống nếu mà anh em cần thì Hoàng Thống sẽ nhập cho, nhưng mà giá bây giờ nó đã khác rồi, đã có sự thay đổi không hề nhẹ rồi. Đấy. Đều là 125 chạy cầu, đều là lá răng đẹp, lá răng đẹp. Nhưng mà bên này đã có sự cải tiến là phanh đĩa trước này, tăng chống sau này. Đấy. Những chiếc xe này thì Hoàng Thống đã nổ qua cho các bác, đã có lần Hoàng Thống đã nổ qua cho các bác xem và thử. Đi thử, cho nên là những cái vấn đề và đi lại cái kiểu thì Hoàng Thống nghĩ là sẽ không cần thiết nữa đâu, bởi vì Hoàng Thống đã thử rất nhiều rồi. Đây, phanh đĩa trước đây. Phanh đĩa trước. Đây là cụm đồng hồ ba đồng hồ. Theo xe thì có hai chìa khóa. Xe này thì chưa có nhan và chưa có còi. Nhưng mà vấn đề đấy về các bác có thể khắc phục được, không vấn đề gì. Đối với xe của Trung Quốc này thì là đã có những cái rắc để chờ, để các bác có thể về bác cắm nhan, cắm còi, thế là ok. Còn xe Việt Nam ấy thì là chưa có cái dây điện để chờ để mà xử lý nhan còi. Đấy, xe của Việt Nam nó thế. À đây có còi rồi nhá bác nhá. Xe này nói thẳng là chỉ thiếu mỗi cái xe này chỉ thiếu mỗi cái xi nhan, về lắp xi nhan là ok. Đấy, lắp xi nhan là ok. Đây các bác thấy không, chạy cầu đều giống nhau, nhưng mà về chiều cao thì khác nhau nhìn rất là nhiều, khác nhau rất là nhiều. Mà xe này option nó thêm cái phanh đĩa, cho nên là giá nó lại đã nâng lên rồi. Hiện tại thì nhà máy những cái mẫu mới từ bây giờ thì nhà máy sẽ có những cái phanh đĩa để cho các bác an toàn hơn. Còn trước này hai phanh cơ thì Hoàng Thống đang bán với giá 26 triệu bao gồm cả phí vận chuyển đây này. Đấy. Còn chiếc này bây giờ nói thẳng là phải tầm 27 triệu cả phí vận chuyển. Đấy. Giá nó đã có sự khác biệt rồi, đã có sự lên xuống. Bởi vì do vận chuyển này, do vận chuyển này và cái phí bên Trung Quốc nó cũng đã thay đổi về cái giá vật tư, cho nên là cái giá xe nó đã bị đẩy lên rồi. Bác nào nhanh tay thì sở hữu thôi. Nhưng trước này 26 triệu. Ok, trước này 27 triệu. Ok. Nếu mà các bác quan tâm những chiếc ATV bên Hoàng Thống thì hãy liên hệ trực tiếp với Hoàng Thống với số điện thoại là 0985 839 983. Hoàng Thống Mô Tô Lạng Sơn. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và cảm ơn các anh em đã có những cái ủng hộ Hoàng Thống. Cảm ơn mọi người trong thời gian vừa qua, và mong anh em sẽ ủng hộ Hoàng Thống tiếp và nữa. Cảm ơn mọi người. Vì Hoàng Thống còn rất là nhiều mẫu xe, ví dụ như xe điện 3 bánh rồi 4 bánh các kiểu. Nói chung là những cái mẫu xe nào mà bác quan tâm mà thấy phù hợp với mình ấy thì hãy liên hệ với Hoàng Thống. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.